Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn Android Blockstar Dinosaur. Mình là Việt. Bài hướng dẫn trước thì chúng ta đã dừng lại việc tìm hiểu cái cấu trúc RSS, và như các bạn đã được giới thiệu thì item RSS nó có bốn thuộc tính là string, description, link và path. Thì tương tự như thế thì chúng ta cần phải tạo ra một cái tôi muốn tạo ra một cái object để chứa những cái item đấy. Thì tôi sẽ tạo ra một cái gọi là RSS item, một class. Thì ở đây tôi sẽ vứt nó vào cái package là model, class là RSS item như này. Thì chúng ta sẽ khai báo bốn thuộc tính: string, title, private, string, test, description. Một cái nữa là private string, gì nhỉ, link, private string date đi, như này. Như thế chúng ta có bốn thuộc tính. Chúng ta cần làm gì đây? Chúng ta cần phải thêm thuộc tính cho nó, thêm cái getter setter. Ngoài ra chúng ta cần thêm một cái nữa là hàm khởi tạo thôi, không cần. Thì chúng ta có bốn thuộc tính và chúng ta có các cái thành phần như này. Thì quay trở lại với lại một bất cứ một cái adapter nào, ví dụ như category chẳng hạn, thì đây các bạn sẽ thấy là thông số truyền vào của nó là một cái string, một một mảng các string. Thì cái khởi tạo, cái extend của nó là array adapter string. Thì bây giờ tôi muốn tạo ra một cái gọi là RSS mà có những cái adapter, nó là các cái object, nó là các cái RSS chứ không phải là những cái này. Thì em mục đích tạo ra cái này. Thì tiếp đến là tôi muốn tạo ra, chúng ta hãy khoan nói về cái adapter vội, chúng ta hãy nói về cái thằng gọi là util ở đây. Chúng ta cần có một cái gọi là, ở đây chúng ta có thể là RSS, handle. Thì mình hy vọng là các bạn vẫn còn nhớ. Thì cái handle này chính là cái xử lý cho cái thằng XML default như này. Thì đây chính là cái mà chúng ta cần cần sử dụng để xử lý cái thằng XML kia. Thì ở đây chúng ta, các bạn sẽ thấy ở trong này nó có rất nhiều các cái thành phần khác nhau, à quên, có rất nhiều các cái phương thức khác nhau, mà một trong số mà chúng ta cần phải thực hiện đấy là một cái start end và một cái start element và một cái end element. Và một cái phương thức nữa mà tôi muốn sử dụng đấy là character. Đây có ba phương thức này: element và một cái start, đâu, start element đây. Thì đây chính là ba cái phương thức mà chúng ta cần phải override nó, tức là chúng ta cần phải chỉnh sửa trong cái đống này. Đầu tiên, chúng ta cần là cái gì? Sau khi tạo ra cái này rồi, chúng ta cần cái gì? Đấy là các bạn sẽ thấy trong cái RSS thì nó có những cái bắt đầu với item, hay là bắt đầu bằng title, hay bắt đầu bằng description, hay là link, hay là update, thì tất cả những cái đấy. Thì cái việc của chúng ta cần là chúng ta cần phải khai báo những cái biến đấy để cho nó nhìn thấy. Public static final string item bằng, với lại item, copy cái đống này vào, chúng ta thay những cái này bằng item, title, description, link và một cái nữa là date cho nó gọn. Thì đây là title, description,
link rồi update. Đúng rồi, thì nói như này thì đây là năm cái thành phần mà chúng ta sẽ cần sử dụng. Thì đầu tiên nếu mà cái local name ấy, các bạn xem lại thêm cái phần phần gì nhỉ, item như này, cái phần mà chúng ta thực hiện xây dựng cái application cho Google API, thì các bạn xem lại cái phần giải thích trong cái mấy cái RSS handle trong đấy, thì các bạn xem thêm để biết, tại vì là mình không muốn làm lại những cái vấn đề đấy. Thì các bạn chịu khó xem lại qua để cho hiểu nếu các bạn không hiểu. Có một cái chú ý đấy là các bạn sẽ thấy là trong một số cái ví dụ như cái update này này, nó sẽ có cái chữ D nó viết hoa lên. Thì hoặc là trong trường một số trường hợp thì nó viết hoa lên như thế, thì trong trường hợp này tôi khai báo đây là update chẳng hạn thì nó là không không bằng đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái phương thức của string, đấy là phương thức equal ignore ignore case. Thì như này thì chúng ta sẽ có cái trường hợp này vào, thì đây là trường hợp mà nó bằng. Khi khi mà nó bắt đầu bằng một cái item như thế, khi mà nó bắt đầu một item như này, thì tôi muốn tôi tạo ra một cái RSS RSS item. Thì ở đây tôi sẽ khai báo một cái RSS item item bằng RSS new RSS item chẳng hạn, ví dụ như này. Thì đấy là cái việc mà chúng ta làm. Và khi nó end bằng một cái như này, đi vào đây, đi vào đây, thì chúng ta cần phải đẩy cái item này vào đâu đấy, thì có nghĩa là cái item này và cái item này phải là một, thì vì thế mà chúng ta phải khởi tạo nó là một cái biến tuần cục RSS item. Ở đây mình muốn giải thích cho các bạn cách làm, cách cách xây dựng các cái biến hướng đối tượng, nên thành ra mình làm từ từ. Thì hy vọng là các bạn không không quá khó hiểu. Thì vì thế mà chúng ta có cái item ở đây. Thì bây giờ ở chỗ này tôi muốn đẩy cái item vào đâu đấy, thì tôi muốn đẩy nó vào một cái array list chẳng hạn, hoặc là list chẳng hạn, thì bất cứ cái gì list RSS item ví dụ như này. Ở đây tôi sẽ ghi là item list bằng new array list. Ở đây là RSS item như này, tôi khởi tạo nó luôn. Thì sau khi chúng ta có cái này rồi, thì ở đây chỗ này, tại chỗ này item list sẽ add cho cái thằng item mới vào. Đấy, như thế là xong. Thì thế là xử lý xong cái thằng item. Thì có một vấn đề nữa, đấy là khi bây giờ chúng ta else, các bạn từ từ bình tĩnh, copy else. Thì bây giờ chúng ta thay cái này bằng cái title. Thì ở đây nó có một vấn đề, đấy là khi mà chúng ta bằng title ấy, thì ở trên đầu nó có một cái title ở đây mà nhưng nó không phải thuộc vào item. Thì làm thế nào chúng ta biết được cái này, thì chúng ta cần phải check. Tức là mỗi khi mà nó bằng item rồi, tức là nó đã start bằng một cái item rồi, thì chúng ta phải cho một cái biến state nào đấy, thì cho nó bằng true hoặc false gì đấy, thì bắt đầu chúng ta đếm. Thì chúng ta có thể khai báo một cái biến như thế này, biến gọi là biến state, ví dụ như private boolean, ví dụ như là started chẳng hạn bằng false, ví dụ như này. Ví dụ như thế, thì khi mà nó start bằng item rồi, ở đây, chỗ này, thì tôi muốn start bằng true. Để cho nó từ đây thì khi vào đây, khi vào chỗ này thì nó sẽ biết được là, thì lúc này khi mà chúng ta đã start với một cái item rồi, thì chỗ này trở đi, từ cái chỗ title này, thì nó sẽ hiểu đấy là nằm trong item rồi và nó không cần phải quan tâm cái gì nữa cả. Thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta xem nào. Các bạn sẽ phải check ở đây. If
Come on. Started. Nghĩa là trong cái này chúng ta cần phải xây dựng một cái nếu mà nó đã started rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng title, còn không thì thôi. Đấy là cái việc làm rất dễ hiểu. Chúng ta copy cái elif này vào. Copy thêm hai lần nữa. Cái này là description. Cái này là link. Cái này là update. À, date chứ, nhầm. Xin lỗi các bạn. Như này. Thì đây là các trường hợp. Thì khi mà nó bằng title thì chúng ta làm gì? Item. Xin lỗi các bạn. Chỗ này là phải đưa lên trên này mới đúng. Nó là phải cái end. Đây. Item chấm set title. Thì ở đây chúng ta set cái gì? Thì đây là câu hỏi. Cái phần này mình cho là cái phần khó hiểu, hơi khó hiểu nhất của cái trong bài hướng dẫn này. Thì bây giờ tức là như này, các bạn nhìn vào cái RSS, ví dụ như cái title chẳng hạn, thì khi mà nó bắt đầu bằng cái title này, các bạn thấy không, xong rồi đến bắt đầu bằng kết thúc một cái title này, thì có nghĩa là làm thế nào chúng ta lưu được cái show này vào, cái show này, cái show text này, thì làm thế nào chúng ta lưu được nó, và chúng ta phải thực hiện được cái việc set ở đây, tức set ở chỗ này, set title ở đây, thì chúng ta phải làm cái gì? Thì đấy là nó nằm ở cái nhiệm vụ của phần thằng này, character, tức là nó sẽ phải phải thực hiện cái việc là thực hiện cái việc kiểm tra các ký tự và lưu vào. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là trong cái phương thức character này nó có ba cái tham số. Một là một cái chuỗi các ký tự, tra một mảng 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 các ký tự. Tiếp đến là một cái start, và tiếp đến là một cái length, tức là cái chiều dài của nó. Thì cách làm của chúng ta như nào, chúng ta cần phải lưu cái show này vào trong một cái chuỗi, thì đây chính là cái mà cái item, hoặc là cái không phải cái item mà cái title hoặc cái link ấy, thì nó nằm trong đấy. Thì chúng ta cần phải gì, nếu chúng ta cần khai báo một cái string builder hoặc là buffer gì đấy tùy các bạn, ví dụ như add builder chẳng hạn, ví dụ như này, thì đây chính là cái mà chúng ta cần. Thì ở đây chúng ta cần kiểm tra cái gì? Kiểm tra đầu tiên là nếu mà cái started là một, và tiếp đến là cái add builder phải khác với null, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc này. Thì ở đây chúng ta phải làm cái gì? Đấy là add builder chấm append. Append thì nó có rất nhiều loại khác nhau, thì các bạn có thể thấy đây nó có một cái gọi là character ở đây, nó có offset, nó có length đây, thì các bạn sử dụng cái phương thức đấy. Thì đây là cái đầu tiên là ch ch, tiếp đến là start, tiếp đến là length. Thì đấy là cái cách mà chúng ta lấy giá trị của string builder. Thế thì chỗ này đây, title đây chính là add builder chấm to string như này, rất đơn giản đúng không? Tương tự như thế đối với cái description ở đây, link ở đây, cái date ở đây, thì chúng ta thay những cái này vào description. Đây là cái gì đây nhỉ? Link. Đây là date. Đúng rồi. Thì đấy là xong. Ngoài ra thì khi cái string builder này cần phải restart trở lại, tức là sau khi kết thúc mỗi thằng thì nó cần phải được tạo ra một cái khác. Tức là mỗi thằng nó chỉ xử lý đúng một 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 item thôi. Xin lỗi các bạn, một 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 cái link hoặc title bên trong. Thì khi đấy chúng ta cần làm gì? Đấy là chúng ta cần phải add builder
bằng new string builder, tức là chúng ta phải phải tạo một cái mới. Như thế là xong. Và việc còn lại cuối cùng nữa chúng ta cần phải làm đấy là chúng ta thêm một cái getter cho cái thằng này, cho cái thằng item list, để chúng ta lấy nó dữ liệu, lấy giá trị nó về như này. Thì như thế là chúng ta kết thúc xong với cái thằng RS handle. Thì bài này mình dừng lại đây đã, nó cũng hơi dài và nó cũng hơi loằng ngoằng một tí, thì các bạn cố gắng tìm hiểu thêm để hiểu thêm, và các bạn đọc thêm code. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo.